Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của Hắc Ám Tây Du tập 4, một câu chuyện tiếp tục sau khi đoàn Đường Tam Tạng đi Tây Thiên về. Nội dung của nó như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trong lúc yêu giới ma tộc tìm đường hội tụ trên Hoa Quả Sơn, thì lúc này tại Thiên Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ hốt hoảng đến trước mặt Ngọc Đế. Khởi bẩm Ngọc Đế, cõi Tây Phương truyền tin dữ, Đại Bang Vương Kim Sĩ Điểu hộ pháp của Như Lai, Thành Mào Sư Tử cùng Hoàng Nha Tượng Tọa Kỵ của Văn Hùng và Phổ Hiền cùng nhau phản nghịch Tây Phương Giáo, hiện đã cùng Hoàng Phong Quái trốn xuống thiên giới không rõ tung tích. Chưa hết, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, không rõ vì lý do gì, cùng Như Lai trở thành thủ địch giao phong tại Linh Sơn. Lại bởi vì không địch lại, cũng thoát khỏi ra Linh Sơn, Tịnh Đàn sứ giả Chư Bát Giới Kim Thân La Hán Sa Ngộ Tĩnh cũng thừa dịp cùng nhau thoát đi, theo dự đoán hẳn là đã về Hoa Quả Sơn. Đây là chuyện tốt, tên kia rốt cuộc cũng đã cùng Như Lai trở mặt, xem ra Như Lai ở nơi đó cũng không được yên tĩnh nữa rồi. Chúng khanh gia hãy nói xem, hầu tử có thể cũng lại tới đại náo Linh Sơn hay không? Khởi bẩm Ngọc Đế, thần cho rằng việc này hơi có chút kỳ quặc. Tên Tôn Ngộ Không kia đã yên ổn ở Tây Thiên đến mấy trăm năm. Vì sao đột nhiên cùng Như Lai tranh chấp, việc này chỉ sợ có chút không ổn. Thái Bạch Kim Tinh, tâm tình của tên hầu tử kia người cũng không phải là không biết. Không có việc gì cũng muốn náo loạn ba phần. Mấy trăm năm này, chắc hẳn hầu tử hắn đã chịu đựng đủ rồi. Ái Khanh không cần lo ngại, trăm năm qua thiên đình ta cũng không phải sống uổng. Nếu như tên hầu tử kia dám lại đến náo loạn thiên cung, tất sẽ cho hắn có đến mà không có về. Được rồi, chúng Ái Khanh còn có chuyện gì khởi bẩm? Khởi bẩm Ngọc Đế, gần đây ở hạ giới, đám yêu vật có xu hướng muốn trở mình. Các đại yêu vương thường xuyên bí mật liên hệ, hành hung rất đáng ngờ. Mặt khác, Mi Hầu Vương, một trong thất đại thánh năm xưa, lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc Cầu Lô Châu. Không biết vì sao, thần thiết nghĩ có nên phái binh. Không cần quản đến chúng. Tốt, nếu đã không còn chuyện gì, vậy liền bãi triều. Lúc này tại Đông Thắng Thần Châu, Ngao Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Bát Giới vừa ăn vừa nói: "Hầu ca, lần này cử động quá lớn, nếu là bại, lão trừ ta coi như rốt cuộc cũng không được nhìn thấy hàng Nga nữa." "Ngốc tử, ngươi nếu là sợ, ngươi có thể không tham gia trận đại chiến này, lão Tôn chưa từng ép buộc ngươi." "Khoan, không phải thế, lão trừ ta cũng là ẩn nhẫn mấy trăm năm, lúc trước vì muốn có thể trở lại thiên đình, ta đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì sao, còn không phải vẫn phải mang một thân heo này ư? Lão trừ ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, đối với thiên đình cũng chẳng còn hy vọng gì. Nếu như lần này chiến thắng, ta liền cùng hàng Nga ẩn cư thế ngoại, cuối cùng tu luyện thoát khỏi thân heo. Nếu như thua, vậy cũng không sợ, nhiều lắm là trở lại lục đạo luân hồi mà thôi. Sa Tăng, ngươi thì sao? Quyết định của đại sư huynh cũng chính là quyết định của lão Sa ta. Thua cũng tốt, thắng cũng được. Chỉ cần có thể cùng các sư huynh sát cánh cùng nhau, lão Sa liền nguyện ý. Ha ha, không hổ là sư đệ của Tôn Ngộ Không ta. Đáng tiếc sư phụ không có ở nơi này, nếu không, sư đồ 5 người chúng ta tụ họp, ngày mai hết thảy liền chờ đến ngày mai. Sư huynh, sư phụ rốt cuộc đã đi nơi nào? Ta ở tại Linh Sơn mấy trăm năm cũng chưa từng được thấy sư phụ. Lão Sa, ngươi còn nhớ trên đường thỉnh kinh, chúng ta đã từng tới Nữ Nhi Quốc. Lão trừ ta nhớ, trong Nữ Nhi Quốc kia, từng có người dân đều đúng là xinh đẹp như hoa. Ngươi đương nhiên là phải nhớ, nếu không phải đại sư huynh ta lấy dọa thai tuyển thủy đem về, ngươi bây giờ chắc đã sinh ra một bầy tử tôn, ha ha. Còn không phải thối hầu tử người cố ý chơi ta, làm hại ta, lão trừ mất hết mặt mũi, cũng không biết về sau làm sao đối mặt với hàng Nga. Có nhớ được quốc vương của Nữ Nhi Quốc hay chăng? Chính là người muốn cùng sư phụ kết tình phu thê đó sao? Đúng vậy, quốc vương Nữ Nhi Quốc chuyển thể lần thứ 10. Sư phụ, ngài vẫn còn bị trói buộc bởi điều này. Lão trừ ta đã nói, sư phụ một mực đối với quốc vương Nữ Nhi Quốc, nhớ mãi không quên, các người còn không tin, các người cũng đều không hiểu, tình yêu chân chính là cái gì. Tốt, không cần nói nhiều, tất cả đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có đại chiến. Hầu ca, lão trừ có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Hầu ca, Hoa Quả Sơn chúng ta, tất cả yêu binh, yêu tướng cộng lại cũng bất quá chỉ có hơn 10 vạn, mà loại trừ 3 người chúng ta cũng không có còn ai còn có thực lực đủ để giao chiến. Chỉ bằng vào mấy người chúng ta, liệu có thể đánh thắng được sao? Ngốc tử, thì ra là người lo lắng chuyện này. Yên tâm đi, lão Tôn ta đã khi nào làm qua những chuyện mà không có nắm chắc.
Yêu binh sẽ có, yêu tướng cũng sẽ có, thậm chí còn có thêm kinh hỉ không thể ngờ tới. Lại thần thần bí bí, hầu ca ngươi không tử tế, mà thôi mặc kệ nó, cho ngày mai ăn no rồi, lão trừ ta liền đại sát thống khoái một trận, để bọn hắn biết thiên bồng nguyên soái năm đó là bực nào uy phong. Ban đêm trên đỉnh núi Hoa Quả Sơn, một con hầu tử ngồi lặng lặng, nhìn qua bầu trời đầy sao, không biết đang nghĩ thứ gì. Hồi lâu sau, hầu tử đưa tay sờ sờ trên đầu, sau đó rút ra một sợi lông khỉ, biến thành một cái vòng kim cô, đeo ở trên đầu. Vẫn là như vậy, có chút sát khí. Ngày kế tiếp, tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Báo, 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 lớn rồi, chuyện lớn không tốt rồi. Đây là nơi nào? Kinh hoàng như thế, con ra thể thống gì? Ngọc Đế, việc đại điện, sao có thể vô lễ như thế? Ngọc Đế, không phải tiểu tướng vô lễ, là tôn hầu tử lại đã đánh lên thiên cung, hiện tại đã đánh tới bên ngoài Nam Thiên Môn, tứ đại thiên vương đang kịch chiến trông đỡ, tiểu tướng nhanh chóng đến đây để thông báo cho bệ hạ. Tên hầu tử kia lại đánh lên đây ư? Làm sao có thể? Hắn không phải cùng Như Lai trở ma rồi ư? Sao còn có thời gian đánh lên thiên đình? Tháp tháp thiên vương ở đâu? Dưới điện không người trả lời. Tháp tháp thiên vương đâu? Có ai nhìn thấy tháp tháp thiên vương ở đâu? Khởi bẩm Ngọc Đế, lúc trước tan triều, vị thần đứng trông thấy thiên vương cùng tam thái tử nhắm hướng Đông Thiên Môn bay đi, nhưng không biết cụ thể là đi đâu. Lúc này Lý Tĩnh vậy mà lại đi Đông Thiên Môn. Vũ Khúc Tinh ở đâu? Có tiểu tướng, chậm hiện tại lệnh ngươi làm đàng ma đại nguyên soái, thống lĩnh tất cả thiên binh của thiên đình, đi hướng Nam Thiên Môn cầm nã yêu hầu Tôn Ngộ Không, bằng mọi giá phải đem hắn ngăn ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Văn Thái Sư ở đâu? Có lão thần. Chẫm mệnh người dẫn theo Lôi Bộ Chính Thần, Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Tú, Phong Vũ Lôi Điện, Hai Ti tiến về Đông Thiên Môn, truy tìm Thác Tháp, Thiên Vương Lý Tĩnh. Nếu như Lý Tĩnh có chút gì động, lập tức bắt lấy. Vâng, lão thần tuân mệnh. Thái Bạch Kim Tinh, lập tức thông báo cho Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Hậu Thổ Hoàng Địa, lập tức đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Vâng, vị thần tuân mệnh. Thiên Lý Nhãn, có tiểu tướng, lập tức tiến về Tình Đấu Đại Điện, thông báo Nam Đấu Bắc Đầu Tinh Quân đến đây trợ chiến. Vâng, tiểu tướng lĩnh mệnh. Thuận Phong Nhĩ, có tiểu tướng, lập tức lên đường tiến về Quán Giang Khấu, gọi Nhĩ Lang Thần đến đây trợ trận, tuyên hắn dẫn theo Mai Sơn huynh đệ cùng 1.200 thần thảo đầu. Vâng, tiểu tướng lĩnh mệnh. Vũ Đức Tinh Quân, có thuộc hạ, người lập tức đi đến Linh Sơn, mời Phật Tổ đến đây, cứ nói yêu hầu Tôn Ngộ Không lại tới làm loạn. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Sau một loạt mệnh lệnh được truyền xuống, Ngọc Đế lúc này mới thở dài một hơi. Thế nhưng, Ngọc Đế không biết là lúc này thiên đình đã bị tầng tầng bao vây. Hầu ca, người nói quân binh trợ giúp, vì sao vẫn chưa tới? Nam Thiên Môn rất nhanh bị phá, nếu lại không đến, chúng ta liền đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngốc tử, gấp gáp cái gì? Một hồi mở ra Nam Thiên Môn, ngươi lập tức mang theo một bộ phận yêu binh tiến về Thiên Hà, đánh xuyên qua đáy sông, rồi sẽ có sự trợ giúp tới. Ngươi cái tên thối hầu tử, còn dám sai xử cả lão chứ? Đấy Thiên Hà, uống cho ngươi cũng nghĩ ra được. Nếu là từ nơi này xông ra một đoàn yêu binh, Ngọc Đế kia không biết ra sao? Ha ha, lão chứ ta đi. Báo, Nam Thiên Môn báo nguy, nguyên soái Nam Thiên Môn không chống nổi, hầu tử kia quá mức lợi hại. Không cần gấp, đi thông báo cho Cửu Diệu Tinh Quân cùng 28 vị tinh tú mở ra Chư Thiên Tinh Tú đại trận, dũng tinh tú chi lực chống đỡ Nam Thiên Môn. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Mà lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện cũng là loạn thành một đoàn. Ngọc Đế phải làm sao mới ổn đây ạ? Lúc này hầu tử kia phát tâm hung ác tâm, Đông Thiên Môn đã thất thủ, không nghĩ tới Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, vậy mà cùng đám yêu nghiệt kia nội ứng ngoại hợp, thật là lòng lang dạ sói. Thái Bạch, tình huống của Nam Thiên Môn như thế nào? Khởi bẩm Ngọc Đế, Vũ Khắc Tinh nguyên soái đã mở ra tinh tú đại trận, tạm thời không ngại, chỉ có điều vị thần lo lắng Bắc Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn cũng sẽ nguy hiểm. Không đợi Thái Bạch Kim Tinh nói xong, lại có người đến báo. Báo, khởi bẩm Ngọc Đế, Tây Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn đều xuất hiện đám yêu binh. Tây Thiên Môn là do Ngưu Ma Vương dẫn đầu yêu binh đang tiến hành mãnh liệt. Bên ngoài Bắc Thiên Môn xuất hiện hai con chim đại bằng đang dùng cương phong phá hư thủ vệ đại trận. Bên ngoài Bắc Thiên Môn còn có vô số đại quân yêu tộc nhìn chăm chăm, một khi đại môn thất thủ, đám yêu binh khẳng định là sẽ lập tức tràn vào. Hai con chim đại bằng, chẳng lẽ là Băng Ma Vương? Vậy còn một kẻ khác là người phương nào? Mau mau đi dò xét. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh.
Bát Tiên ở đâu? Có trùng thuộc hạ, các ngươi nhanh đi đến Thiên Hà, kết Bát Tiên trận phong tỏa Thiên Hà. Vâng, chúng thuộc hạ lĩnh mệnh.